Xin chào mọi người, bây giờ tôi sẽ thử cái máy xay sinh tố này, không biết họ đưa đến như thế nào cụ thể hả? Thử ăn chứ. Okay. Nó sẽ chạy rồi, nó xay sinh tố đấy. Hôm qua nghe họ nói chạy một buổi nóng nhá. Cụ thể cái này chạy nóng thì chúng ta phải kiểm tra ở bên trong cuộn dây coi cụ thể như thế nào nhé, hoặc là do chẹt thì nó có lẽ là không phải chẹt, không thể chẹt được. Qua nào, chẹt thì nó có thể quay nghe tiếng khó chịu, nhưng đây là ấy chạy bình thường. Bây giờ chúng ta phải kiểm tra dây ở bên trong nhé, chúng ta vặn 4 vít này nhé, cụ thể như thế nào nhé. Nó vẫn chạy nhưng mà nó chạy bụi hoặc là còi nặng gì đó, chạy nặng nó sẽ khét, nó sẽ nghe bốc mùi, cho nên chúng ta phải vặn hết 4 cái vít này ra. Rồi chúng ta đưa ra để xem sao nhé. Nghe mùi khác hết các bạn. Tại sao vậy? Cái việc đang bình thường. Nó dây đó đích giờ. Dây đỏ nó đích giờ. Mà đi phút nửa giấy. Cũng nhiên hắn có điện thoại nó biến hệ ra và đó hắn có một cái giấy của cái máy máy xe chứ giấy xin của máy nó là kiểu bữa nó ẩn cho cái đôi nít giấy nó là thả quá mới. Đúng, lấy bên nhà là xin cái giấy rồi mua máy nữa coi hỏi mua đồn chỗ vừa hẳn có tay nghề đó, là tôi muốn lấy lại chứ lại tận thứ nha, là chi là hai chớ với chắc này. Thằng đi nó hết ra gỗ đi, mua điện thoại thằng đi nó hết ra. Mở tiền trả tiền bán đâu mày? Trả trả món ở cái đâu cùng mãi 2-3 cả ra gọi con đó. Trả bán đâu mày? Còn mấy chục nghìn á? 80 nghìn. Đi lấy mãi trả tiền là tiền vẫn hồ sơ là 80 nghìn cho bố. Rất là cả tháng đến là thu. Hiện tượng như thế này, cái này thì chúng tôi chưa thấy một hiện tượng gì các bạn ạ. Nói chung là nó chưa có chưa bị chẹt cái gì ạ. Hơi nặng các bạn. Hơi nặng này. Cũng hơi nặng. Các bạn nặng thì thường xoay nhiều cho nên nó thời gian của nó nóng mau, cho nên cái dầu mỡ hai đầu này nó thường hay bị hết các bạn này. Chạy nó rít bọt, nóng lên nó rít bọt nhá, cho nên chúng ta phải tiến hành bỏ dầu cho nó. Cho nên cái này cuộn dây chưa có gì hiện tượng gì cả, nhưng chạy vẫn khét. Nguyên nhân của nó là hơi nặng này, nặng quá chạy đấy, nặng này, đáng lẽ nó bon hơn rất nhiều này. Chúng ta bỏ dầu vào nhé. Xong rồi thì đây chúng ta có một cái dầu ở bên dưới này, đây đấy, bó nó rất nhiều các bạn. Chúng ta lấy dầu, chúng ta lấy một cái
Đây, chúng ta lấy dầu châm vào dừa ấy nhá. Dừa cái trục này nhá. Đấy. Cho nó xoay. Chúng ta cho nó xoay tròn. Trường hợp của nó nóng mà nặng là ở đây đấy. À không phải, nó đang có một cái, chúng ta đẩy lại các bạn nhé, đẩy lại nhé, đang có một cái công tắc nó nhấn vào cái chỗ này các bạn ạ. Chúng ta đẩy lên nó lắp vào các bạn nhé. Đấy, bây giờ hiện tượng của nó bon hơn các bạn này, nhẹ nhàng hơn này. Đấy, nó lúc đầu nó khét nhưng bây giờ nó đỡ khét rồi. Đấy, hiện tượng của nó là như vậy các bạn. Nó chỉ do không có dầu nhá, cho nên nó chạy nặng nhá. Đây bây giờ thì bon này, khơi ti là ok. Cho nên trường hợp như thế này là các bạn không nên xay nặng này. Nói chung là bởi vì của nó nhỏ này, mà lại là công suất yếu này, chúng ta đè vào xay thịt hoặc xay những cái nặng thì nó sẽ rất là ấy nhá, rất là dễ cháy nhá. Thôi. Như vậy tạm thời là như vậy thôi, nó không có hiện tượng gì cả. Nó do chủ nhà xay nặng quá thôi. Rồi. Thôi đến đây cảm ơn quý vị các bạn đã xem, nhấn nút like, subscribe. Xin chào mọi người nhé. Cái này như vậy thôi. Không có